Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Lâu lắm rồi thì mình mới quay lại để làm clip xe đạp, lý do là mới nghỉ Tết xong. Thì các bạn nào mà xem kênh của mình đủ lâu á thì biết là mình là một người chơi hệ xe đạp. Mình đạp xe thay vì sử dụng xe máy cho các cái hoạt động thường ngày như là đi làm này, đi chơi này. Và sau bao nhiêu cái quãng thời gian đạp cái con xe đạp trắng ở đây đó và làm các cái clip quay ở trên TikTok cũng như là quay trên YouTube cho các bạn coi, thì ngày hôm nay mình đã có điều kiện để đổi sang một cái con xe đạp mới hơn, đẹp hơn, xịn hơn. Và địa điểm mà mình đổi á là cửa hàng Workman 68 Văn Thanh, chỗ của anh Cường. Anh Cường sẽ giúp mình thanh lý cái xe đạp trắng cũ kia và đổi qua cái con xe mới này. Nếu mà bạn nào muốn mua á thì qua chỗ anh Cường đó, anh Cường sẽ giúp các bạn trao đổi xe. Ok, để hỗ trợ cho tất cả người chơi thì Workman luôn sẵn sàng để gì mọi người có thể thỏa mãn niềm đam mê chơi xe đạp của mình. Cảm ơn mọi người. Đấy là những phần chia sẻ của ông chủ cửa hàng Workman, người sẽ hỗ trợ mình đổi chiếc xe ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mình sẽ nhờ mấy anh em kỹ thuật của Workman giúp mình lắp chiếc xe này, tại vì mình cũng không biết lắp xe như thế nào hết. Bắt đầu thôi. Ok. Lý do làm cho mình thích cái dòng xe NV này á là chiếc NV này luôn luôn mang đến cho mọi người một cái trải nghiệm, đó là nó hoàn thiện từ cái sản phẩm của nó cho đến cái khi mà các bạn nhìn thấy cái phần đóng gói của nó luôn. Nó đóng gói rất là kỹ, lót xốp rất là nhiều, để đến khi mà tới tay các bạn á, vận chuyển quăng quật các thứ, các bạn biết là khi mà trong quá trình vận chuyển rồi có phần thì người làm, có phần thì máy làm, thế nên là tới tay của mình á nó không hề xây xước một tí nào hết, và đó là điều mà làm cho mình rất là hài lòng, rất là thỏa mãn với cái dòng xe này luôn. Cái con EP2 Pro này nè, nó không giống như những cái dòng xe khác, các bạn bật lên các bạn sẽ không đi được ngay đâu, mà nó sẽ bị lock, nó lock cái phần điện lại. Bây giờ mình phải mở khóa trước thì nó mới cho đi nhá. Mình sẽ hướng dẫn các bạn mở khóa cái này ra, dễ thôi. Để mà sử dụng được á, đầu tiên là các bạn phải kéo hết cái tay ga này lên trước nè, kéo hết cỡ, xong rồi bóp luôn cái phanh bên tay phải vào cho mình. Sau đó thì mình mới tiến hành bật nguồn. Đó. Khi mà các bạn bật nguồn lên á, nó sẽ báo cái lỗi là lỗi Euro 22 này nè, thì sau đấy các bạn sẽ thả ga, thả phanh ra. Đó, lúc này thì nó đã unlock ra rồi. Các bạn chỉ cần bật số lên và sau đấy là các bạn có thể đi được. Rồi, vậy là hôm xong có xe mới rồi các bạn. Bây giờ thì chạy thử thôi. À, có lẽ là mình sẽ gửi đến các bạn một cái clip đánh giá chi tiết sau khi mà mình đã chạy cái con xe này đủ lâu rồi ấy, mình mới làm clip đánh giá chi tiết nhé. Bây giờ chỉ là clip tập hợp sơ bộ thôi. Đi thôi. Hạ xịn mà, tết đã.